Một ngư dân ở Ireland cho biết đã vô cùng bất ngờ khi đánh bắt được một con tôm hùm xanh quý hiếm ở Belfast Lough. Theo đó, Starbrough, 28 tuổi, là người bắt được con tôm hùm xanh vào hôm 3 tháng 2. Bình thường, tôm hùm sẽ có màu nâu hoặc đỏ sẫm. Màu sắc xanh của tôm hùm xanh là do một biến thể di truyền hiếm gặp. Tỷ lệ tôm hùm có màu xanh trong tự nhiên rất hiếm. Cứ 2 triệu con tôm thì có một con có màu xanh đặc biệt. Thuyền trưởng giàu kinh nghiệm này đã bắt cá từ năm 11 tuổi. Anh cho biết chưa bao giờ bắt gặp sinh vật nào có màu xanh rực rỡ giống như con tôm hùm này. Vì con tôm hùm nhỏ hơn kích thước được đánh bắt, nên Bro đã thả nó trở lại biển sau khi chụp một vài bức ảnh kỷ niệm. Set it back down the table, felt it, nope, it was solid, gauged it for its size, it was just under the legal limits.